Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Phương Tây bây giờ vẫn còn tin tưởng là sử dụng truyền thông đưa tin theo cách của mình sẽ giành được yếu tố đó là chính trị. Về vấn đề Ukraine ngày hôm nay thì phương Tây vẫn tin tưởng là Ukraine đang chuẩn bị cho một cái cuộc phản công bất ngờ và khiến Nga không thể đỡ nổi trong đòn phản công vào cuối mùa xuân và mùa hè tới đây, bởi vì nó đang được giữ bí mật dưới một vỏ bọc của tập thể phương Tây bằng những thông tin tung hỏa mù thời gian vừa qua, khiến cho Nga sẽ không biết được là thời điểm nào thì Ukraine sẽ thực hiện phản công và phản công theo hướng nào trên cái chiến tuyến dài 1.000 cây số đấy. Với cách thức đưa tin truyền thông của phương Tây thì cũng không xa lạ gì với lại dư luận của thế giới. Nhưng có một điểm chắc chắn người ta nhìn thấy như thế này: sau hơn một năm diễn ra xung đột thì nền kinh tế của phương Tây đang suy thoái đều đều, còn nền kinh tế của Nga đang tăng trưởng trở lại. Trong báo cáo tháng 3 vừa qua thì người ta đã nhìn nhận thấy là giao dịch trên quốc tế thì đồng nhân dân tệ đã vượt đồng đô la. Đồng đô la bây giờ trong tháng 3 vừa qua ấy, nó chỉ đạt đâu đó khoảng 47,5% trong 100% tiền tệ được giao dịch, thì đồng nhân dân tệ nó đạt tới hơn 48%. Mới chỉ có hơn một năm diễn ra xung đột thôi mà đồng nhân dân tệ nó đã vượt đồng đô la rồi, đã vượt đồng đô la rồi. Mà cái tình trạng phi đô la hóa nó đang dẫn đến, tức là tình trạng phi đô la hóa nó đang được đều đều trên thế giới. Từ giờ cho đến kết thúc tháng 8 năm 2023 này, nó sẽ còn tiếp tục phi đô la hóa khi mà phần còn lại của thế giới tiếp tục giảm dự trữ ngoại tệ là đồng USD. Đấy mới là điểm báo động dành cho Hoa Kỳ. Sau hơn một năm, người ta cũng chưa thấy phía Nga có dấu hiệu là suy yếu về mặt an ninh quốc phòng. Nhưng tập thể phương Tây thì vẫn hỏng nguyên cái lỗ hổng phòng thủ của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là chưa có lá chắn phòng không. Nga chưa có dấu hiệu là cạn kiệt tên lửa hay đạn pháo, mà Ukraine thì chưa vá được lá chắn phòng không của mình. Nga vẫn đang tăng cường các vũ khí hạng nặng đưa ra chiến trường, còn Ukraine thì vẫn kêu gào ở ngoài chiến tuyến là cạn kiệt đạn dược và thiếu khí tài tương xứng. Hay là cái việc kêu gào của các binh sĩ đấy, nó cũng là thông tin tung hỏa mù không có thật, mà Nga mới là người đang thiệt hại. Có lẽ là như vậy, thưa quý vị và bạn. Tất cả đều là chiến thuật của phương Tây hết nha. Chuyên gia phân tích yếu tố bất ngờ giúp Ukraine sẽ phản công thành công khiến Nga trở tay không kịp. Nghe thôi là người ta thấy rùng rợn rồi. Quân đội Liên bang Nga chắc chuẩn bị này để bơi về nước cái nơi rồi. Các chuyên gia nói với Newsweek rằng là các lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ cần trang thiết bị của phương Tây mà còn cả huấn luyện và học thuyết quân sự đi kèm để thành công trong cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu. Các quan chức Ukraine và các nhà phân tích phương Tây đã có nhiều dự đoán về một cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng của Moscow vào mùa xuân này, điều mà Nga cho biết là họ đã lưu ý và đang chuẩn bị. Tuy nhiên, Ukraine đã lên tiếng kêu gọi phương Tây không chỉ tăng thêm viện trợ quân sự mà còn giữ bí mật để cuộc phản công thành công. Giữ bí mật nhưng trên chiến tuyến từ Biển Đen cho tới Đông Bắc Kharkov, người ta vẫn đang thấy giao tranh rất ác liệt diễn ra ở tại miền Đông, đặc biệt là Bakhmut. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không thể tiếp cận được chiến trường, khó khăn trong việc chi viện cho mặt trận. Đây là một cái sự thật. Và tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận miền Đông bình quân mỗi tháng sương sương có mất hơn 10.000 quân thôi, chứ không có nhiều đâu. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bỏ lại các trang thiết bị phương Tây viện trợ để tháo chạy khỏi chiến trường và giao lại đất đai cho lực lượng Wagner và Nga, đó là kiểm soát. Hay đây cũng là nghi binh, chắc cũng là nghi binh anh chị ạ. Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ cho rằng là các quan chức của Nga và những nhân vật có ảnh hưởng đang thể hiện sự lo lắng lan tỏa đối với lại các hành động phản công tiềm tàng của Ukraine. Ngài Putin cũng đang sợ vỡ mật, đang ngồi ở Điện Kremlin ý, nhé. Và tới đây đi tới họp ở tại Nam Phi thì có hạm đội Thái Bình Dương hộ tống đó. Thì không biết là Mỹ đã chuẩn bị kịch bản nào hay chưa.
Và tình báo của Hoa Kỳ thì nói rằng là Trung Quốc đang nối lại cái việc xây dựng quân cảng ở tại Ả Rập đó. Thì không biết là Mỹ đã có phản ứng nào hay chưa. Lực lượng Kiev đang nhắm mục tiêu vào các điểm hậu cần của Nga ở phía đông Kherson. Tổ chức nghiên cứu quân sự cho biết thêm là đồng thời lưu ý rằng là người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của Ukraine ngày 26 tháng 4 tuyên bố rằng là các lực lượng Ukraine đang âm thầm thực hiện các hoạt động phản công. Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Ryuzin cho biết là hồi đầu tuần rằng một cuộc phản công là không thể, đó là tránh khỏi. Trước thềm cuộc phản công dự kiến diễn ra thì phương Tây đã đổ viện trợ quân sự vào Ukraine, xe tăng Leopard đã được chuyển giao này. Rồi thì các loại xe tăng khác cũng đã được đưa tới cho đó là Ukraine. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, một chuẩn tướng nói với lại giới truyền thông rằng đây là việc sớm đưa ra, sớm đưa khả năng chiến đấu, nên một cái khôi phục lại năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine ấy, thông qua nguồn viện trợ đến từ phương Tây. Khả năng chiến đấu là rất quan trọng. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng là mặc dù thiết bị cùng với khả năng được nâng cấp mà nó mang lại là quan trọng, nhưng huấn luyện lại là rất quan trọng đối với sự hình thành của cuộc phản công. Đây được coi là một học thuyết mới mà quân đội Ukraine đang được trang bị đến từ học thuyết của Mỹ và NATO. Và sẽ có một cuộc đánh phủ đầu vào Nga khiến cho Nga trở tay không kịp, sẽ thất bại thảm hại trong cuộc phản công tới đây. Thế bên cạnh đấy thì cũng không thiếu những cựu cố vấn an ninh của phương Tây, không thiếu những cựu quan chức của phương Tây nói rằng là cánh cửa cho Ukraine phản công đã được khép lại. Và Ukraine càng chậm phản công thì năng lực phản công càng bị suy yếu, vì mỗi một ngày vẫn bị mất vài trăm quân nhân và nhiều trang thiết bị khác mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Một nỗi sợ đang bao phủ ở ngoài chiến tuyến với những binh sĩ Ukraine. Cố thủ không được mà rút lui cũng không xong vì hỏa lực của Nga mạnh quá. Minh chứng cho điều đó thì siêu pháo cuồng phong của Nga đã tập kích mục tiêu quân sự của Ukraine. Nga đăng tải đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của hệ thống hỏa lực phòng không, đó là phóng loạt 9K57 Uragan tại các khu vực đó là giao tranh với lại Ukraine. Đoạn video cho thấy là quân nhân của Nga nạp đạn vào pháo đó là 220 mini lên hệ thống hỏa lực bằng xe hỗ trợ đó là 9T452 và tấn công vào các điểm của Ukraine. Đây được gọi là quá trình mà Ukraine đang cố gắng để gây tiêu hao khí tài của đối phương đó, bằng cách là sử dụng binh sĩ của mình ra để đỡ những cái đòn tấn công. Bên cạnh đấy thì Nga cũng ném bom thông minh phá hủy căn cứ quân sự của quân đội Ukraine ở tại Lugan. Quân đội của Nga tuyên bố là đã phá hủy một căn cứ của Ukraine nằm tại khu vực rừng quốc gia ở Lugan. Trang tin quân sự ấy đã đưa tin là lực lượng lính dù thuộc quân đội của Nga đã phát hiện ra một căn cứ của Ukraine tại khu vực rừng quốc gia ở tại Lugan. Theo đó thì căn cứ này được đặt bên trong một trạm biến áp ở gần bìa rừng của rừng quốc gia, và kết quả đã bị hệ thống đó là bom thông minh phá hủy. Có lẽ đây cũng là một cách thức mà Ukraine đang nghi binh ở mặt trận miền Đông để tiêu hao hỏa lực của Liên bang Nga. Có lẽ là như vậy, chứ không có biện pháp nào khác cả. Còn lại mọi thứ đang giữ bí mật nữa. Nhưng mà bí mật trên đường chiến tuyến dài gần 1.000 cây số đó thì đối với Nga thì có là bí mật hay không thì phụ thuộc vào gói viện trợ của Ukraine ấy. Có bao nhiêu hệ thống pháo phóng loạt, có bao nhiêu HIMARS, có bao nhiêu hệ thống pháo tự hành, có bao nhiêu tên lửa tầm xa, có bao nhiêu chiến đấu cơ. Đấy mới là cái mà người ta đang quan tâm, có bao nhiêu xe tăng được chuyển giao cho Ukraine. Và các lữ đoàn mới được huấn luyện đấy đã sử dụng thành thục những vũ khí phương Tây viện trợ hay là chưa? Nhìn vào tương quan lực lượng và gói viện trợ phương Tây chuyển giao cho Ukraine thì chưa thể vượt qua những làn danh đỏ mà Nga đặt ra, càng minh chứng cho một kế hoạch bí mật của Ukraine là bí mật tới mức sẽ không ai biết khi nào sẽ phản công. Mọi thứ sẽ được đóng hòm, tức là nắp quan tài cho Ukraine đã được đóng sẵn bởi đó là Hoa Kỳ. Nga kiểm soát hỏa lực thành trì chiến lược, tấn công cơ sở chỉ huy của Ukraine. Lãnh đạo vùng Donetsk tuyên bố là toàn bộ vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại thành phố tiền tuyến đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Liên bang Nga. Bên cạnh đấy thì có 3 khu, 4 khu đô thị
Bốn khu đô thị ở miền Tây Ukraine nằm trong kiểm soát mới của Liên bang Nga và vùng lãnh thổ của miền Tây tiếp tục lại bị thu hẹp. Và Nga đang tìm mọi phương thức để kiểm soát tuyến hậu cần cuối cùng của Ukraine và hỏa lực hiện tại chỉ đang nã vào khu vực đấy, làm cho Ukraine khó có thể tiếp cận được và chi viện cho chiến trường. Toàn bộ vị trí của đối phương đang nằm dưới hỏa lực của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi mọi thứ và cố gắng loại bỏ các thành viên của các nhóm vũ trang Ukraine ngay khi có cơ hội. Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố việc này. Trước đó thì ông cho biết các lực lượng của Nga đang kiểm soát 50 trong số 59 khu dân cư. Và tất cả vị trí của Ukraine ở thành trì chiến lược này đều nằm trong tầm ngắm của Moscow. Ông tuyên bố các lực lượng của Nga đang tiến công đều đặn bất chấp những nỗ lực kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông từng nhận định là Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng tuyến mạnh mẽ gần Mariinka trong 8 năm qua và đã thiết lập nhiều vị trí hỏa lực đồng thời đào chiến hào dọc theo các ngôi nhà ở đó và bên dưới chúng. Ngoài ra thì các tầng hầm đã được chuyển đổi thành căn cứ nơi trú ẩn. Nga và lực lượng dân quân vùng ly khai Donetsk bắt đầu tấn công thành trì Mariinka ở Tây Donetsk từ tháng 3. Từ khu vực này, Ukraine thường khai hỏa vào thủ phủ của Donetsk. Nếu Nga giành được đó là Mariinka, các khu định cư khác cũng sẽ nằm trong đó là kiểm soát của Liên bang Nga. Đây cũng gọi là chiến thuật nghi binh của lực lượng vũ trang Ukraine. Nghi binh tới mức là phải tăng viện, phải tăng chi viện và tăng số lượng chết chóc, tăng số lượng khí tài phương Tây viện trợ bị đăng xuất, đều nằm trong kế hoạch nghi binh của Ukraine ấy. Bên cạnh đấy thì báo chí phương Tây, các chuyên gia phương Tây còn đưa ra một nhận định là hiện tại Liên bang Ukraine ấy đang chiếm ưu thế ở tại Kherson, vượt sông Dnipro để sang tả ngạn của sông, khiến cho Liên bang Nga ấy đang nằm trong điểm yếu thế nơi đây, tức là thế phòng ngự bị yếu. Cho nên là bản thân Ukraine đã tìm ra những yếu thế đấy và tìm con đường để vượt sông thành công. Đấy, ghê lắm, quân đội Ukraine gớm lắm. Nó mạnh hơn lực lượng Đu Càng nhiều, lực lượng Đu Càng ăn thua gì đâu, không ăn thua đó. Ukraine được cảnh báo đâu là kẻ thù chính. Thời gian sắp tới có thể mang tính chất quyết định đối với Ukraine khi các đồng minh yêu cầu một kết quả rõ ràng. Một nhà báo chia sẻ với Lưu Ích về việc này. Thế thì không hiểu rằng là Ukraine ngày hôm nay thực sự là bí mật hay không bí mật mà các chuyên gia phương Tây nói chung nó lung tung hết cả, sớm nắng chiều mưa giữa trưa ngừng, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, không trở lên, không trở thành một thông tin xuyên suốt, làm cho dư luận của phương Tây cũng không biết đâu mà lật. Tiền đặt cược không thể cao hơn nữa, đồng hồ đang đếm giờ, vì vậy thời gian là kẻ thù lớn nhất của Ukraine. Theo chuyên gia này, Kiev cần thuyết phục các đồng minh về sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nếu không phương Tây sẽ mất đó là kiên nhẫn. Mặt khác, như bài báo lưu ý là Ukraine rất khó chứng tỏ được bất cứ điều gì trên chiến trường do thiếu trang thiết bị nghiêm trọng. Ôi tưởng tập thể phương Tây đang gọi là bí mật huấn luyện binh sĩ và viện trợ khí tài số lượng rất lớn để chuẩn bị tấn công lực lượng vũ trang Ukraine và Liên bang Nga, và Liên bang Nga sẽ không kịp trở tay cơ mà. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được một số thiết bị quân sự mới, nhưng theo những tin tức bị dò dỉ gần đây thì các tài liệu của Lầu Năm Góc cho thấy là vẫn còn có sự thiếu hụt nghiêm trọng ở một số mặt nhất định mà các đối tác quốc tế của Ukraine không thể hoặc là không muốn giải quyết và tiếp tục chi viện cho Ukraine nữa. Vì sau hơn một năm thì lực lượng vũ trang Ukraine chưa thể hiện được tinh thần chiến đấu và hiệu quả sau các gói viện trợ, mà người ta chỉ thấy những thất bại chiến lược ở trên chiến trường đang diễn ra và chờ đợi tập thể phương Tây cần phải giải quyết cái hậu quả của nó. Chuyên gia nói về tầm quan trọng của việc hạm đội Biển Đen tấn công lực lượng dự bị của Ukraine, bị hạm đội Biển Đen tấn công ấy. Vào đêm rạng sáng ngày 7 tháng 4 thì đội tàu của hạm đội Biển Đen đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào vị trí khai hỏa, vào vị trí triển khai của quân dự bị Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc này. Vậy đòn tấn công đã ngăn chặn thành công lực lượng lính thủy lính bộ của Ukraine tiếp cận đòn chiến trường. Thì không biết là Ukraine sẽ đưa lực lượng binh sĩ tân binh của mình tập hợp để đưa vào một trận đánh lớn bằng phương thức như nào khi mà không được bảo vệ bởi hỏa lực tầm xa.
Còn Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu ấy, chia sẻ là vũ khí chuyển giao cho Ukraine rơi vào tay quân khủng bố. Đây là mối nguy hại cho châu Âu và điều này Vũ Quang cũng đã nhiều lần bình luận. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga Sergei Shoigu cho biết là vũ khí chuyển giao cho Ukraine rơi vào tay của những kẻ khủng bố gây ảnh hưởng đến sự ổn định ở châu Âu và toàn thế giới. Vũ khí được chuyển giao bị tuôn ra ngoài chợ đen và sau đó rơi vào tay các tổ chức khủng bố. Điều này tạo ra thêm rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh những tuyên bố về việc cung cấp đạn dược có lõi Uzum nghèo cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Shoigu cho biết và đây cũng là một điểm nguy hiểm đối với lại châu Âu. Theo ông thì việc cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ kéo dài cuộc xung đột và cuối cùng mọi thứ sẽ biến thành hiệu ứng, đó là boomerang, ảnh hưởng đến sự ổn định ở châu Âu và toàn thế giới. Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ các mối đe dọa phát sinh từ lãnh thổ của Ukraine bằng biện pháp quân sự. Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng và chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được hoàn thành và đạt được mục tiêu của mình. Nga trước đó gửi công hàm tới các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đấy. Tất cả mọi thứ sẽ trở lên đó là vô ích. Vậy thì trong kế hoạch mà phương Tây nói rằng là Ukraine sẽ phản công, tức là có một cái yếu tố đó giúp Ukraine phản công, khiến cho Nga không kịp trở tay ở đây, là nó dựa trên gì? Dựa trên mõm của các quan chức Diều Hâu phương Tây. Dựa trên báo chí của Diều Hâu phương Tây, người ta vẫn tin tưởng rằng sử dụng cơ sở báo chí sẽ đạt được yếu tố chính trị của mình. Người ta vẫn tin vào điều đấy. Nhưng mà sau hơn một năm thì người ta thấy rằng cơ sở báo chí của phương Tây đang chứng minh cho chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động là chính nghĩa. Và tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đang đuối sức và thất bại trước Nga và Trung. Nền kinh tế phần còn lại của thế giới nó không ảm đạm như đồng minh và chư hầu của Hoa Kỳ. Hiệu ứng domino đang làm sụp đổ hệ thống ngân hàng của nước Mỹ và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra với nhiều ngân hàng khác nữa. Việc này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới các ngân hàng của châu Âu. Nó đe dọa về nền an ninh tài chính của phương Tây và từ đây nó sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân. Khi mà ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân thì người dân xuống đường phản đối chính quyền là cơ hội tuyệt vời cho những thành phần khủng bố cực đoan nổi dậy để thực hiện nó một cuộc nội chiến đã được dự báo trước. Nguồn cung vũ trang của phương Tây cho Ukraine là nguồn cung ngược trở lại cho lực lượng Tân Đức Quốc xã Ukraine đi về châu đi từ Ukraine về châu Âu để thực hiện nhiệm vụ chống lại lực lượng của phương Tây. Đây mới là một kịch bản đáng lo ngại cho châu Âu ngày hôm nay. Chưa biết chuyện gì xảy ra trong ngày mai, nhưng họ biết chắc Ukraine không có cơ hội để có được một chiến thắng trước đó là Liên bang Nga được. Không thể có điều đó được. Đó. Trong khi đó thì Hàn Quốc có sẵn sàng để đánh đổi vũ khí hạt nhân của mình để lấy sự đảm bảo của Mỹ hay không? Đánh đổi vũ khí hạt nhân của mình để lấy được sự đảm bảo của Mỹ. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ của Tổng thống Hàn Quốc đã kết thúc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc tại Nhà Trắng. Hai bên đã ra tuyên bố là Washington với nội dung củng cố răn đe, mở rộng liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo đó là Triều Tiên. Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại nghiêm trọng về tiềm năng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên đang phát triển nhanh chóng, do đó tuyên bố chung ghi lại sự sẵn sàng của Hoa Kỳ huy động toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ đồng minh, đó là để bảo vệ liên minh Hàn Quốc trước các mối đe dọa đang tăng lên từ phía Triều Tiên. Tổng thống Biden tái khẳng định rằng cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc sẽ có phản ứng nhanh chóng và áp đảo bằng mọi phương tiện. Đồng thời Hoa Kỳ sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng các tàu hạt nhân của Mỹ sẽ ghé thăm các cảng của Hàn Quốc theo đó là định kỳ và sẽ cam kết sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Hàn Quốc nếu như Triều Tiên tấn công vào quốc gia này. Trong bối cảnh Triều Tiên đang đạt được những thành công rõ ràng trong chương trình tên lửa hạt nhân của mình, Hàn Quốc ngày càng lo ngại về an ninh quốc gia. Chính bởi vậy mà Hàn Quốc đang phát triển phong trào ủng hộ cho Seoul theo đuổi lập trường chương trình về vũ khí đo hạt nhân. Trước đây dự luật trong nước cũng đã nghiêng về hướng này và gần đây số lượng ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân đang tăng lên.
Nhưng việc này nếu như Hàn Quốc quyết định, nó sẽ quyết định về việc phổ biến vũ khí hạt nhân của trên thế giới. Nhưng dù là vũ khí hạt nhân hay không có vũ khí hạt nhân, thì người ta vẫn thấy một Hàn Quốc đang bị phụ thuộc vào nước Mỹ, và không gian an ninh vận mệnh của mình không được bảo vệ bởi chính quyền Hàn Quốc mà bởi Nhà Trắng. Đồng minh và chư hầu của Hoa Kỳ đang chịu một sức ép rất lớn đến từ Hoa Kỳ để hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép cho Trung Quốc cùng với Liên bang Nga. Nhưng tất cả mọi thứ nó đã và đang trong tiến trình đổ sông và đổ biển. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.